Chào các bạn, mình tên là Quân. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách mình dựng hình công trình Biteco và người anh em Saigon One Tower của nó. Việc đầu tiên chúng ta chỉ cần dùng bút chì và phác thảo sơ bộ các đường bao của công trình. Nên nhớ là công trình có càng nhiều đường chéo giao nhau thì dựng hình sẽ nhanh và chính xác hơn. Vì chúng ta có thể kiểm tra bằng cách kéo dài các đường chéo đó xem nơi giao nhau của chúng. Và chúng ta đã hoàn thành xong đường bao của công trình Biteco. Tương tự thì tiếp theo ta dựng những tòa nhà phụ bên dưới, chú ý điểm tụ của nó không đi lệch quá xa đường tầm mắt và đường chân trời. Trong quá trình dựng các tòa nhà này ta cũng sẽ lợi dụng chúng để kiểm tra tỷ lệ tương quan giữa các công trình với nhau luôn. Sau đó chúng ta phác thảo công trình Saigon One Tower. Vì vị trí góc máy này là ở trên cầu nên dường như chúng ta đang đứng ngang so với hai công trình nên phối cảnh này chỉ có hai điểm tụ. Cũng vì vậy mà dường như các tòa nhà cùng vuông góc với một mặt đất sẽ thẳng đứng song song với nhau mà không thấy điểm tụ thứ ba. Sau đó chúng ta phác thảo từng tầng của công trình, cao độ tầng càng cao thì phối cảnh sàn sẽ có góc chéo đến điểm tụ gắt hơn, cao độ càng thấp thì đường đến điểm tụ sẽ có xu hướng thẳng lại. Đoạn này thì chúng ta chỉ cần lên kim theo những đường đã phác và lên sắc độ tùy thuộc vào hướng ánh sáng là xong.